Không thể kháng cự nổi, chú Thỏa đã hạ giá bán lỗ 1 tỷ đồng với một căn nhà đẹp nằm ngay tại trục đường Tô Hồng Vân, ngay gần với cầu Bến Phan, quận 12 nha quý vị. Một căn nhà siêu phẩm với diện tích ngang 5, sâu vào 14m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu, tọa lạc tại trục đường chính Tô Hồng Vân nha quý anh chị, phường Thạnh Xuân nha. Một căn nhà xây dựng hết đất, một trệt, một lửng, 3 lầu. Và hiện giờ thì chú Thỏa đang giảm giá bán lỗ rất là mạnh. Giá gốc thì chú ấy giao tới 6 tỷ 3, bây giờ giảm xuống chỉ còn 5 tỷ 250 triệu đồng thôi. Một căn nhà xây theo mẫu tân cổ điển cực kỳ đẹp. Ban công vòm tròn và sử dụng lan can là nhôm đúc. Đấy, rất đẹp, rất đẳng cấp và sang trọng nha quý chị. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và hiện giờ thì chú Thỏa giao chỉ có 5 tỷ 250 triệu đồng bớt lọc thôi nha quý vị. Một căn nhà khu đồng bộ, đường rộng 12m, có vỉa hè, cây xanh, đèn đường, điện âm. Khu nhà thì cực kỳ đẹp, thoáng mát luôn nha quý vị. Giá bán chỉ có 5 tỷ 250 thôi. Anh chị nào muốn sở hữu căn nhà này, trực tiếp gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Khu nhà rất là đẹp, đường rộng rãi, thoáng mát và cây xanh rợp bóng. Giá bán chỉ có 5 tỷ 250 và nó là vô cùng rẻ nha quý vị. Đường rất là thông thoáng luôn. Đường cực kỳ mát, cực kỳ xanh, đường thông bàn cờ nha quý vị. Nằm trong khu phân lô xây đồng bộ lên tới cả 100 căn. Ngay trục đường Tô Hồng Vân gần với cầu Bến Phan. Đây, chúng ta cùng xem lại mặt tiền chính này. Mặt tiền thì xây dựng cực kỳ đẹp. Mẫu tân cổ điển kiến trúc Roma Ý, ban công vòm tròn, cột thì được sơn, được đắp chỉ. Đấy, rất đẳng cấp nha. Dưới thì ốp gạch và có cửa cuốn, bên trong thì có cửa nhôm xi pha, vỉa hè 2m. Căn nhà thì quá là đẹp, quá là đẳng cấp. Và ở đây thì di chuyển về quận Gò Vấp chỉ có 500m thôi. Rất là gần với quận Gò Vấp nha quý vị. Căn nhà thì hiện giờ bây giờ chủ nhà đang rất là kẹt, cần xả gấp, chỉ có giá bán là 5 tỷ 250 triệu đồng thôi. Khu vực này anh chị đi sân bay khoảng tầm 20-25 phút đồng hồ nha quý vị. Đi sân bay rất là gần. Anh chị đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để theo dõi những video mới. Nếu ưng hoặc là thích sở hữu căn nhà này, alo ngay về tới bên em nha. Căn nhà quá là đẹp, đường rộng, thoáng mát. Khu nhà cực kỳ VIP nha quý vị. Khu nhà rất là ok luôn, đường cực kỳ thoáng. Giờ chúng ta cùng với em di chuyển vào khu vực phía bên trong nha. Bây giờ chỉ còn giá bán với giá 5 tỷ 250 triệu đồng bớt một chút lọc nha quý vị. Giá quá là ngon luôn, cực kỳ là rẻ nha mọi người. Và chúng ta cùng em di chuyển vào khu vực phía trong đây. Trong đây sẽ là khu vực gara ô tô, sẽ được ốp sàn gạch 80, tặng lại sofa. Hai bên tường thì được làm phào chỉ và dán giấy tường, trên có thạch cao, đèn led. Căn nhà quá là đẹp luôn nha quý vị. Xây mới hoàn toàn năm 2023, số ổng riêng. Và khu vực này thì đường đẹp, đường rộng tới 12m, khu phân lô xây đồng bộ. Khu nhà này cực kỳ đáng sống, cực kỳ là đáng cho chúng ta mua để ở nha. Đấy, nhà ngang 5, sâu 14m, rất rộng rãi, rất thoáng mát nha quý vị. Anh chị nào sở hữu được căn nhà này phải nói là vô cùng là ok luôn. Cầu thang thì áp sát tường, trục rộng tầm 90, ốp đá hoa cương. Bên này có tủ rượu, phía trong thì sẽ được ốp gạch 80, có đèn chùm. Giá quá là rẻ nha quý vị. Một khu vực nhà đồng bộ bán hết rồi, chỉ còn duy nhất một căn thôi. Giá bán thì cực kỳ ngon, cực kỳ ngon nha quý vị. Chỉ có năm tỷ 250 triệu đồng vẫn còn thương lượng nha. Phía trong này có nhà vệ sinh, căn nhà đã hoàn công, sổ sách đầy đủ hết rồi. Khi chúng ta mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Một căn nhà quá đẳng cấp nha quý anh chị, quá đẳng cấp, quá ok.
giá bán cực kỳ là hấp dẫn luôn. Anh chị đang xem video thì chúng ta hãy nhanh tay bốc máy gọi ngay về tới bên em Hưng. Đấy, giá bây giờ chỉ còn 250 thôi, vẫn còn bớt lọc một chút xíu nha. Nhanh tay gọi ngay về tới bên em nha. Tầng lửng thì có cửa sổ phía sau, khá là rộng luôn. Trên có đèn chùm thì cao đầy đủ hết nha mọi người. Trên này là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ rộng rãi, ốp gạch và có ban công đằng trước. Toilet riêng từng phòng. Rất đẹp nha quý vị. Lan can là nhôm đúc kính cường lực. Có trồng cây xanh ra phía bên ngoài. Một căn nhà quá là ok như nhà anh chị. Anh chị nào đang có nhu cầu muốn sở hữu căn nhà này, gọi ngay về tới bên em nha. Toilet riêng từng phòng, bồn cầu khối, vòi sen thuyền, gạch ốp cao lên đụng trần và có cường led luôn nha. Căn nhà rất là tuyệt vời nha quý vị. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, không gian phòng ngủ số 3, số 4 nha. Thiết kế lệch tầng, phòng phía trước thì rộng hơn phòng phía sau. Khu nhà đẹp, đẳng cấp, giá mềm, chỉ có 5 tỷ 250 triệu đồng thôi, toilet riêng hết. Đi sản đầu máy lạnh hết rồi, ta mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Căn nhà quá là VIP nha quý vị. Mọi người xem thì chúng ta hãy alo ngay. Alo ngay và luôn. Khu vực này thì đầy đủ tiện ích. Siêu thị, trường học nằm ngay kế bên. Quá là ok luôn. Căn nhà VIP VIP VIP. Đường to, rộng 12 m, có vỉa hè, đèn đường, cây xanh. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 3, khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Trên này thì cũng làm đầy đủ hết nha quý vị. Đây là khu vực phòng giặt nha. Sân thượng sau, chúng ta phơi đồ với anh chị lợp mái lên. Và phía trước sẽ là không gian phòng thờ và sân thượng phía trước cho chị trồng cây. 5 250, vẫn còn bớt một chút nữa nha. Đấy, chúng ta đến thì thương lượng thoải mái, cũng như là xem sổ hồng đầy đủ, sổ công nhận đủ nha quý vị. Đất phân lô thì anh chị cũng yên tâm, bán gần hết rồi. Phía ngoài đây sẽ là khoảng sân thượng trước và có cầu thang sắt di chuyển lên trên. Đấy, quá là thoáng mát, rộng rãi và đẹp. Khu nhà đồng bộ ở cực kỳ an ninh. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.